Tiếp tục nào các bạn, phần này có lẽ mới là phần khó nhất và thú vị nhất trong Lumion, đó là hiệu chỉnh keyframe, tức là chúng ta tạo chuyển động ngày đêm, ví dụ như mặt trời xuống núi, nhô lên, hay là mây chuyển động, dựa vào khoảng thời gian đã định sẵn. Các bạn cùng tôi chuyển về phần hiệu ứng ở tab thứ nhất. Tôi bấm vào đây. Chúng ta hiệu chỉnh keyframe như sau, mỗi dấu tròn này là phần mềm ấn định cho chúng ta có thể sử dụng keyframe. Tôi làm một điều đơn giản thôi. Đầu tiên, tôi sẽ thay đổi sun heading để làm sao các bạn nhìn thấy vị trí của mặt trời. Và tôi cho thấp xuống một chút. Các bạn thấy rõ mặt trời chưa ạ? Tôi cho con này. Bây giờ mục đích của tôi muốn đoạn phim của chúng ta mặt trời sẽ di chuyển từ đây qua đây. Rất đơn giản phải không nào? Để mặt trời di chuyển, các bạn hãy nhớ đến chức năng sun heading. Ở đây tôi bấm vào và tạo sẵn một keyframe ấn định vị trí đầu tiên mặt trời ở đây. Tôi bấm green keyframe, bấm vào. Sau đó chúng ta kéo một đoạn phim. Ví dụ như đoạn này tôi kéo đến đây. Tôi ấn định trong khoảng này mặt trời sẽ di chuyển từ đây qua đây. Sau khi kéo lên, chúng ta bắt đầu tạo keyframe thứ hai cũng ở phần sun heading. Sau đó tôi kéo cho mặt trời di chuyển qua bên này. Khi nào các bạn thấy biểu tượng dây chéo chéo vừa rồi chúng ta xuất hiện thì coi như các bạn thành công, tôi kéo ngược lại. Các bạn thấy rõ mặt trời di chuyển. Vậy là với cách này chúng ta sẽ có khá nhiều hiệu ứng đặc biệt cùng Lumion đây. Bây giờ tại vị trí này tôi lại muốn mặt trời hạ thấp xuống núi. Thì tôi làm như sau. Tôi bấm vào keyframe ở vị trí sân 2, tôi bấm vào. Thì có nghĩa rằng tại vị trí này tôi sẽ dùng keyframe này, bấm chuột trái vào. Sau đó tôi kéo. Trong khoảng thời gian từ đây tới đây tôi sẽ hạ sân 2 xuống. Tôi bấm tạo keyframe mới. Và sân 2 tôi sẽ hạ thấp xuống. Ví dụ hoàng hôn thế này. Các bạn để ý thấy trên màn hình có một đường đi xuống ở phần màu đỏ là phần này. Sau khi xong, tôi tiếp tục ở vị trí này, tôi lại tạo keyframe đích. Chúng ta sẽ cùng nhau tăng kích cỡ ở mặt trời. Sau khi tạo keyframe ở vị trí này, tôi bắt đầu kéo tiếp. Ấn định khoảng thời gian tăng, có nghĩa rằng trong khoảng này tới khoảng này, tôi tạo một keyframe mới và kéo phần đích size này lớn hơn. Trong quãng thời gian đó thì kích cỡ mặt trời chúng ta sẽ tăng cao lên. Tôi cho tăng cao nhất. Và bây giờ chúng ta kéo. Các bạn thấy có tuyệt vời không nào? Với cách này chúng ta làm được rất nhiều chuyển động. Tôi bấm play các bạn xem thử. Khá đẹp đúng không nào? Tôi nghĩ rằng đây là chức năng tuyệt vời. Tôi bao lại. Các bạn có thể áp dụng rất nhiều keyframe. Đây là cách tôi hướng dẫn đơn giản nhất. Các bạn có thể áp dụng chồng chéo nhiều lớp nhiều hướng với nhau. Nhưng mà điều đầu tiên các bạn hãy làm chủ được keyframe này. Lưu ý rằng bấm vào keyframe, ấn định điểm đầu tiên. Sau đó kéo một khoảng, định thời gian và tạo một keyframe mới. Kéo cường độ tác động là các bạn đã làm chủ được keyframe rồi đấy.